cái nồi khác 323 mới làm vậy. Không, đường nách kim luôn á. Để nhìn cái con này nha. Cái xe diên của anh á, thường nó chạy lên tới đây à, là nó ngưng rồi. Nó không có hậu, thường xe diên anh dặn lên được 140 mấy, 150 rồi. Mình làm nồi là nó mát luôn không? Với lại nãy bị rung ra đầu đúng không? Đó giờ anh này thử coi, bảo đảm hết. 300 là cái bệnh rung ra đầu nè, kêu láp nè, còn chạy cũ kêu thắng đĩa sao nè. Còn bệnh nữa là sôi chết nướng nè. Có những đặc trị của 300 á. Anh em yêu cầu liên hệ bảo nha. Bên đây là một chiếc SH300 làm nồi nữa, tí nữa gấp. Đây là nồi chiếc Moto 400 bình khói này. Lá bố cũng bự gần gần như S1000 rồi rồi. Chúc anh em đầu tuần vui vẻ.